Xin mời Thạc sĩ Thanh Thủy. Kính thưa thầy chủ tọa đoàn ạ, kính thưa cô chủ tọa đoàn và kính thưa các quý vị đại biểu, em rất là vinh dự và cảm ơn Hội Hô hấp Việt Nam đã cho em cái cơ hội ngày hôm nay được chia sẻ về một nội dung báo cáo, đó là lựa chọn kháng sinh ở bệnh nhân COPD nhiều đợt cấp. Nội dung trình bày của em thì bao gồm các cái nội dung chính liên quan đến tổng quan thể lâm sàng ở đợt cấp COPD, các cái căn nguyên vi sinh mà gây nên đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và điều trị kháng sinh ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Như quý đồng nghiệp cũng đã biết thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một cái bệnh lý mà nó không thuần nhất và cái cơ chế bệnh sinh của nó khá là phức tạp. Chính vì vậy mà trong rất là nhiều năm gần trở lại đây thì những cái khái niệm như là thể lâm sàng hay là cái kiểu hình của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì đã được nhắc đến. Và cái thể lâm sàng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì được định nghĩa nó là một hoặc là tập hợp các cái, những cái đặc tính dùng để phân loại các cái bệnh nhân thành những cái nhóm riêng biệt, và những cái nhóm riêng biệt này thì nó có những cái kết cục lâm sàng cũng như là các cái tiên lượng khác nhau và nó đáp ứng với những cái điều trị cụ thể. Và các cái nhóm thể lâm sàng của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì đã được chia thành là các cái nhóm như là căng phồng phổi, rồi là tăng bạch cầu ái toan, rồi viêm phế quản mãn tính, giãn phế quản, rồi những cái thể lâm sàng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nghề nghiệp với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính di chứng đa phổi. Và trong đó thì có một cái nhóm thể lâm sàng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được quan tâm đến, được chú ý nhiều, đấy là cái đợt cấp thường xuyên. Thế thì vì sao mà nó được quan tâm đến và tập trung chú ý nhiều? Bởi vì là cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó gây ra những cái hậu quả rất là nặng nề về mặt lâm sàng. Thứ nhất là nó có thể gây giảm cái chức năng hô hấp ở những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và người ta thấy rằng là với những cái bệnh nhân mà mức độ tăng nghẽn nhẹ thì có cái mức giảm chức năng hô hấp sau khi mà bị đợt cấp nhiều hơn so với những cái bệnh nhân mà có rối loạn thông khí tắc nghẽn ở cái mức độ nặng hơn. Cái thứ hai nữa là cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó dẫn đến cái tình trạng là suy giảm các cái chất lượng cuộc sống. Gần như là 1/3 các cái số bệnh nhân đều có cái suy giảm cái chất lượng cuộc sống đáng kể sau 2 tuần ở những cái bệnh nhân mà có đợt kịch phát. Và một cái hậu quả nặng nề nhất đấy là nó làm tăng cái nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Các cái nghiên cứu thì đã báo cáo rằng là có khoảng 22% các cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì trong vòng 1 năm thì có cái nguy cơ tử vong liên quan đến đợt cấp nhập viện. Và trong cái việc điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì theo hướng dẫn của Gold trong những năm trở lại đây thì ngoài việc những cái điều trị cơ bản theo nhóm phân loại ABCD thì Gold cũng đã đưa ra những cái điều trị nối tiếp dựa theo những cái kiểu hình lâm sàng, đó là những cái nhóm kiểu hình liên quan đến bệnh nhân khó thở và cái nhóm kiểu hình liên quan đến bệnh nhân có đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì có những cái đợt có những cái đặc thù riêng trong cái vấn đề điều trị. Vậy thì đợt cấp COPD, đợt cấp thể lâm sàng thường xuyên để chỉ đến là những cái nhóm đối tượng mà có ít nhất là có 2 đợt cấp trở lên trong vòng 12 tháng. Và những cái đợt cấp này thì có cách nhau ít nhất là 4 tuần sau khi mà ngưng điều trị đợt cấp trước đó, hoặc là những cái trường hợp mà 6 tuần sau khi mà khởi đầu điều trị các cái đợt cấp mà không được điều trị. Và một cái khảo sát ở Eclipse ở trên 2.138 bệnh nhân thì cho thấy rằng là các cái thể lâm sàng COPD mà có đợt cấp thường xuyên thì gặp ở tất cả những cái giai đoạn mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với các cái mức độ tắc nghẽn từ mức độ nhẹ cho đến mức độ trung bình cho đến mức độ nặng và rất nặng, và cái tỷ lệ thì nó dao động từ 22 cho đến 47%. Các cái yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến các cái bệnh nhân có đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì đấy là những cái bệnh nhân mà có tuổi cao, những cái bệnh nhân mà có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở cái mức độ nặng, những cái bệnh nhân mà có nhiều triệu chứng, thường là được tính bằng cái những bệnh nhân mà có cái chất lượng cuộc sống mà ở cái mức độ cao, rồi những cái bệnh nhân mà có các cái bệnh lý đồng mắc, rồi những bệnh nhân mà có viêm tăng bạch cầu acid mà lại không được điều trị với cả các cái nhóm ICS, và những cái bệnh nhân mà có cái tình trạng khí phế thủng nặng. Và các cái nghiên cứu báo cáo thì cũng đã thấy một cái mối quan hệ giữa cái việc nền viêm, tình trạng nhiễm khuẩn cũng như là cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và trong cái mối quan hệ giữa nền viêm, nhiễm khuẩn và đợt cấp mãn tính thì thấy rằng có một cái vai trò quan trọng của một cái nhóm vi khuẩn gọi là cái nhóm vi khuẩn cư trú ở đường hô hấp. Và cái nhóm vi khuẩn cư trú ở đường hô hấp này thì qua các cái báo cáo nghiên cứu thì đã phân tích thấy là ở những cái giai đoạn ổn định thì cũng phát hiện phân lập được khoảng 30% các cái nhóm vi khuẩn này, và những cái nhóm vi khuẩn này thì nó
làm cho cái tình trạng viêm ở trên những cái bệnh nhân mà phổi tắc nghẽn mãn tính đợt cấp kéo dài thì đợt cấp nhiều đợt cấp thì nó làm cho cái tình trạng viêm nó tăng lên nhiều hơn, quá mức hơn, và nó làm tăng cái tính nhạy cảm. Khi mà có những cái tác nhân vi khuẩn mới thì nó sẽ dễ khởi phát những cái đợt cấp ở những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đồng thời là cái tình trạng tăng cái tính nhạy cảm của viêm ở trong đường thở cộng với cả vi khuẩn cư trú ở trong đường thở thì nó làm thay đổi, phá vỡ các cái cấu trúc giải phẫu ở đường dẫn khí, như là dẫn đến cái tình trạng như là giãn phế quản, và từ cái giãn phế quản đấy nó lại tạo một cái môi trường thuận lợi để cho các cái vi khuẩn mà cư trú ở trong đường hô hấp của những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó lại có cái hệ vi khuẩn phát triển ở đó, và nó tạo thành một cái vòng xoắn bệnh lý dẫn đến là bệnh nhân cứ tái đi tái lại những cái đợt cấp ở những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thế thì một cái nghiên cứu nữa cũng khẳng định về cái yếu tố nguy cơ mà điều trị đợt cấp thất bại, hay là những cái yếu tố nguy cơ liên quan đến việc là những cái bệnh nhân mà cứ có cái đợt cấp tái đi tái lại, thì trong đó họ cũng nhấn mạnh đến cái vai trò của cái hệ vi sinh ở trong cư trú ở trong đường hô hấp, và cái việc mà thất bại điều trị thì nó có liên quan đến việc là điều trị kháng sinh không hiệu quả ở trong những cái đợt cấp, tức là không giải quyết được hoàn toàn các cái đợt cấp ban đầu, và dẫn đến là cái tình trạng là nhiễm vi khuẩn dai dẳng, và dẫn đến cái tình trạng là nguy cơ tái phát những cái đợt cấp ở trong tương lai. Bên cạnh đấy thì cũng có một các cái nghiên cứu cũng có chỉ ra được một cái thực trạng liên quan đến việc là lạm dụng sử dụng các cái thuốc kháng sinh. Một cái nghiên cứu trên khoảng 1.600 bệnh nhân thì cho thấy rằng là có một cái tỷ lệ sử dụng kháng sinh chiếm đến hơn 85% ở những cái bệnh viện hạng 2, rồi là 85% ở các bệnh viện hạng 3. Và cái việc mà sử dụng kháng sinh này thì nó lại đối lập với cái việc mà tỷ lệ phân lập được vi khuẩn thì rất là thấp. Thế và cái thời gian mà sử dụng kháng sinh ở trong nghiên cứu thì cho thấy rằng là cái thời gian mà sử dụng kháng sinh thì nó kéo dài hơn so với cả những cái khuyến cáo thông thường khi mà điều trị kháng sinh cho những cái đợt bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì từ 5 đến 7 ngày, nhưng mà trong cái nghiên cứu thì nó kéo dài trên 9 ngày. Thế và những cái nhóm kháng sinh mà được sử dụng thì tập trung vào các cái nhóm kháng sinh mà để chống lại các cái Pseudomonas. Thế thì cái việc mà thực trạng lạm dụng kháng sinh cũng như là sử dụng quá mức kháng sinh ở trong những cái đợt cấp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó lại làm tăng cái nguy cơ đề kháng kháng sinh ở những bệnh nhân này. Vậy thì trước thực trạng như vậy, để có thể giải quyết được, giảm bớt được những cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở những cái bệnh nhân mà COPD nhiều đợt cấp, thì cái việc mà tối ưu hóa điều trị kháng sinh trong đợt cấp là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý đến. Thì khi mà tối ưu hóa thì chúng ta sẽ phải tối ưu từ việc là sử dụng kháng sinh khi mà có chỉ định. Cái thứ hai là lựa chọn kháng sinh hợp lý dựa trên các cái phổ tác dụng trong căn nguyên vi sinh, phối hợp kháng sinh và các cái chế độ liều theo dược được học và dược được học. Và cái thực hiện nguyên tắc cái sử dụng kháng sinh đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cũng đã được nhắc đến rất là nhiều theo những cái nguyên tắc chung. Thứ nhất là phân lập, phân tầng theo các bệnh nhân theo cái nguyên tắc của Anthony Sen, rồi là tính đến các cái nguy cơ ở trên bệnh nhân. Luôn luôn là đánh giá cái mức độ nguy cơ nhiễm trực khuẩn mủ xanh và cái tình hình kháng thuốc ở tại địa phương. Thế và các cái yếu tố mà giúp cho trên lâm sàng để chúng ta có thể dự báo được các cái đợt cấp do nhiễm khuẩn thì theo kinh điển là chúng ta sẽ dựa vào cái tiêu chuẩn của Anthony Sen với ba cái triệu chứng, mà khi mà chúng ta có ba cái triệu chứng như là khó thở tăng, ho khạc đờm tăng, và đặc biệt là cái dấu hiệu là đờm chuyển thành đờm mủ là một trong những cái dấu hiệu mà giúp cho chúng ta gợi ý có tình trạng nhiễm khuẩn ở những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và là một cái gợi ý để chỉ định kháng sinh. Cái thứ hai nữa là đường hướng dẫn trong các hướng dẫn, đó là trên những cái bệnh nhân mà có thở máy không xâm nhập hoặc là có thở máy xâm nhập, và đặc biệt là những cái bệnh nhân mà có những cái dấu hiệu nặng như là COPD ở cái mức độ nặng, rồi những bệnh nhân mà có đợt cấp thường xuyên, những bệnh nhân mà có cái triệu chứng viêm phế quản mạn, có các bệnh lý phối hợp hoặc là có tiền sử sử dụng kháng sinh trong 3 tháng gần đây, thì đấy là những cái nhóm đối tượng mà có cái nguy cơ nhiễm khuẩn nếu chúng ta gặp bệnh nhân ở trong một cái đợt cấp. Tuy nhiên là để hỗ trợ thêm cho cái việc là khẳng định ở trên lâm sàng thì có một cái các những nghiên cứu cũng đã đưa ra những cái tổng hợp liên quan đến các cái biomarker trong cái việc mà giúp hỗ trợ và lâm sàng trong việc là chỉ định kháng sinh ở những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và người ta thấy rằng là có 15 trên 18 các cái nghiên cứu thì có cái dữ liệu báo cáo cho rằng là cái nồng độ CRP trong máu thì nó thể hiện là tăng cao ở những cái bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhiễm khuẩn so với cả những cái trường hợp không nhiễm khuẩn. Và trong một cái nghiên cứu ở PAY thì người ta đã thấy rằng là cái việc mà sử dụng CRP trong việc mà điều trị kháng sinh, quyết định điều trị kháng sinh thì có thể giảm khoảng 20% cái mức mà sử dụng kháng sinh trong vòng
4 tuần cho những cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và cái việc sử dụng CRP ở những cái trường hợp bệnh nhân này thì nó không ảnh hưởng gì đến việc hồi phục sau 2 tuần so với cả những cái quyết định điều trị kháng sinh dựa vào lâm sàng thông thường. Thế và để chúng ta có thể thực hành ở lâm sàng cho cái việc là chúng ta chỉ định đúng được sử dụng kháng sinh và cũng có để không lạm dụng quá cái việc chỉ định sử dụng kháng sinh ở những bệnh nhân được cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì có thể là chúng ta sẽ phải phối hợp giữa lâm sàng với cả chỉ số CRP trong việc định hướng sử dụng kháng sinh ở bệnh nhân được cấp COPD. Và với những cái bệnh nhân mà có những cái triệu chứng như đờm mủ rõ thì chúng ta sẽ có chỉ định. Những bệnh nhân mà không có đờm mủ chúng ta có thể dựa vào chỉ số CRP, và với cái CRP mà nhỏ hơn 40 mg/L thì chúng ta sẽ không có chỉ định sử dụng kháng sinh. Còn nếu mà CRP mà lớn hơn 40 mg/L thì chúng ta sẽ chỉ định sử dụng kháng sinh ở những cái nhóm bệnh nhân này. Cái căn nguyên vi sinh mà gây đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì các cái nghiên cứu cũng đã thống kê thấy là có khoảng 70-80% là do cái nhiễm khuẩn. Và các cái nhóm vi khuẩn điển hình thường gặp đấy là nhóm vi khuẩn như là Haemophilus influenza, rồi Moracella calathalis, và những cái nhóm vi khuẩn mà thường gặp ở những cái bệnh nhân nặng như là trực khuẩn mủ xanh, hoặc là những cái nhóm mà liên quan đến vi khuẩn gram âm. Thế và trong cái việc mà đánh giá về cái vi khuẩn gây lên những cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cũng có phân bổ các cái vi khuẩn theo các cái mức độ nặng cũng như là các cái yếu tố nguy cơ, cũng như là phân bổ theo cái chỉ số FEV1. Và những cái bệnh nhân mà đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở các cái mức độ nặng cũng như là các cái mức nặng thì có thể thấy rõ được các cái vai trò của các cái nhóm vi khuẩn như là nhóm phế cầu kháng penicillin, hoặc là những cái nhóm vi khuẩn gram âm đường ruột và các cái nhóm vi khuẩn trực khuẩn mủ xanh. Thế và vì liên quan đến cái cơ chế liên quan đến vi sinh cư trú ở trong đường dẫn khí của những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở nhiều đợt cấp, thì cũng có một số các cái nghiên cứu người ta đánh giá xem là cái sự thay đổi về cái hệ gọi là hệ vi sinh của đường hô hấp ở trong những cái bệnh nhân mà ở giai đoạn ổn định rồi giai đoạn đợt cấp và sau đợt cấp thì nó sẽ thay đổi như thế nào. Thì có hai cái nghiên cứu thì được nêu lên một cách nổi bật. Đấy là một cái nghiên cứu thứ nhất, đấy là người ta nhận thấy rằng là ở tại các cái bệnh đợt cấp ấy, thì những cái nhóm vi khuẩn như là thuộc về cái nhóm proteobacteria như là Moserenza rồi là Pseudomonas, thì những cái nhóm này thì thấy rằng cái tải lượng của vi khuẩn thì nó tăng cao lên ở trong cái đợt cấp, và trong khi đó thì những cái nhóm khác như là Actinobacteria rồi Clostridia hoặc là Bacteroidea thì nó giảm ở những cái bệnh nhân mà có đợt cấp. Một cái nghiên cứu nữa người ta cũng đánh giá là cái biến đổi của cái hệ vi khuẩn ở trong đường hô hấp của các bệnh nhân ở những cái giai đoạn là trước giai đoạn ổn định, rồi là giai đoạn đợt cấp, rồi là giai đoạn là sau đợt cấp và giai đoạn mà tái hồi phục sau đợt cấp, thì cũng nhận thấy rằng là ở giữa ba cái nhóm như là Streptococcus, Haemophilus và Moracella thì cái nhóm Moracella thì có thấy cái sự tăng đột biến ở rõ rệt nhất ở trong những cái đợt cấp của bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thế thì trước cái chỉ định cũng như là trước cái hệ vi sinh cư trú và cái sự đánh giá rất là khá là phức tạp của cái biến đổi thay đổi của hệ vi sinh ở đường hô hấp ở những cái bệnh nhân COPD nhiều đợt cấp, thì việc mà lựa chọn kháng sinh thì cũng có những cái sự khó khăn nhất định với những cái bệnh nhân mà COPD mà tái đi tái lại nhiều lần. Tuy nhiên là với những cái hướng dẫn hiện nay thì chúng ta cũng có thể sử dụng để ứng dụng vào trong cái thực hành của lâm sàng. Thì thứ nhất là cái hướng dẫn của NICE thì cũng đưa ra những cái lựa chọn ban đầu về điều trị cho những bệnh nhân bệnh phổi ở tắc nghẽn mãn tính ở các cái mức độ nhẹ, và có đưa ra những cái lựa chọn thay thế trong những cái trường hợp mà khi mà đã lựa chọn điều trị ban đầu mà bệnh nhân không cải thiện trong vòng 2 đến 3 ngày thì chúng ta có thể thay đổi các cái phác đồ điều trị khác. Với những cái bệnh nhân mà chúng ta thấy rằng là có tiền sử đã sử dụng kháng sinh trước đây, rồi những cái bệnh nhân mà có tiền sử hoặc hiện tại cấy đờm ra những cái vi khuẩn kháng kháng sinh và hoặc là có cái nguy cơ mà có thể có biến chứng, thì có thể phải thay đổi các cái phác đồ kháng sinh theo kháng sinh đồ. Còn trong trường hợp mà không có kháng sinh đồ thì cũng khuyến cáo cũng có đưa ra chúng ta những cái hướng dẫn rất là cụ thể cho cái việc mà lựa chọn những cái nhóm kháng sinh này. Thế còn những cái kháng sinh mà theo đường tĩnh mạch trong cái lựa chọn ban đầu thì nó sẽ phụ thuộc vào cái mức độ nặng của đợt cấp và
nếu mà ưu tiên thì chúng ta sẽ dựa theo kháng sinh đồ, và nếu không có thì chúng ta sẽ dựa vào cái hướng dẫn. Thế tuy nhiên với cái hướng dẫn này thì nó không thể hiện rõ được cái gọi là cái phân tầng các cái nguy cơ, cũng như là không đánh giá, không thấy chưa thể hiện rõ được cái đánh giá ở trên những cái nhóm mà có nhiễm trực khuẩn mủ xanh hay không. Thì những cái hướng dẫn theo update của năm 2021 thì cũng đưa ra rõ ràng hơn, một cách cụ thể hơn trong cái việc mà thực hành lâm sàng mà chỉ định điều trị kháng sinh theo các cái mức phân tầng. Với những cái nhóm kháng sinh mà điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ngoại trú, thì với những cái nhóm mà bệnh nhân COPD nhiều đợt cấp, thì là đấy là những cái bệnh nhân mà có cái nhóm yếu tố nguy cơ mà có cái kết cục lâm sàng xấu, thì chúng ta sẽ lựa chọn theo cái đánh giá là bệnh nhân đó có nhiễm cái Pseudomonas hay không. Và nếu mà có thì chúng ta sẽ điều trị theo cái phác đồ, đó là sử dụng ciprofloxacin, và trước khi mà điều trị thì chúng ta luôn lấy mẫu đờm để làm kháng sinh đồ. Còn với những cái trường hợp mà không nhiễm trực khuẩn Pseudomonas, hoặc là từ trước đến nay thì cũng chưa cấy hoặc là phân lập được Pseudomonas, thì chúng ta có thể lựa chọn một trong hai cái phác đồ sử dụng amoxicillin với clavulanate hoặc là sử dụng cái quinolone đường hô hấp. Còn với những cái bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đợt cấp mà liên quan đến phải điều trị nhập viện, thì chúng ta sẽ phải loại trừ các những cái liên quan đến có viêm phổi hay không. Và nếu mà bệnh nhân có viêm phổi thì chúng ta sẽ tuân theo những cái điều trị của các những cái hướng dẫn liên quan đến viêm phổi. Và với những bệnh nhân mà nhập viện nội trú điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì chúng ta cũng sẽ phải đánh giá các yếu tố xem bệnh nhân có nhiễm Pseudomonas hay không. Nếu mà bệnh nhân có những cái yếu tố nhiễm của Pseudomonas thì chúng ta sẽ lựa chọn cái kháng sinh ở đây là chúng ta có thể sử dụng các cái nhóm như là cefepime, ceftazidime và pipegacilin, tazobactam. Thế còn với những cái trường hợp mà không có những cái yếu tố nhiễm trực khuẩn Pseudomonas thì chúng ta có thể lựa chọn một trong hai phác đồ, đấy là sử dụng fluoroquinolone hô hấp hoặc là dùng cephalosporin thế hệ 3. Thế và điểm qua một số những cái hướng dẫn khác trong việc mà sử dụng kháng sinh ở những bệnh nhân COPD nhiều đợt cấp, thì một cái hướng dẫn tại một bang ở Hoa Kỳ thì người ta cũng có nhấn mạnh với những cái bệnh nhân mà đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trung bình mà có từ trên 3 đợt cấp trở lên và có thêm những các yếu tố nguy cơ khác như là tuổi cao, thì những cái phác đồ điều trị thì có thể lựa chọn ở đây, đấy là sử dụng mà đầu tay đấy là amoxicillin, clavulanate hoặc là doxycycline hoặc là azithromycin. Thế còn với những cái nhóm mà mức độ nặng mà có cũng từ trên 3 đợt cấp trở lên, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục đánh giá cái nguy cơ là có nhiễm Pseudomonas hay không, và cái lựa chọn phác đồ thì cũng tương tự như là ở trong up to date 2021. Thế và tham khảo thêm một cái hướng dẫn nữa ở Canada thì cũng có đưa ra những cái bệnh nhân mà có đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà có trên 4 lần trên một năm, tức là với bệnh nhân mà có rất là nhiều những cái đợt cấp, thì những cái bệnh nhân này thì cái việc mà lựa chọn kháng sinh thì cũng đã được mô tả rất là cụ thể và cũng khá là phù hợp với cả cái hướng dẫn ở trong up to date. Tuy nhiên với cái khuyến cáo này thì người ta cũng chú ý ở trong cái khuyến cáo, đó là ở những cái nhóm bệnh nhân mà đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mức độ nhiều thì chúng ta có thể sử dụng một trong ba cái phác đồ đầu tay, nhưng trong đó thì có levofloxacin. Thế thì levofloxacin thì trong khuyến cáo người ta cũng nói rằng đây là một cái kháng sinh phổ rộng và có cái khả năng làm tăng cái sức đề kháng và cái nguy cơ nhiễm Clostridium difficile. Vì vậy là những cái trong cái việc mà lựa chọn thì chúng ta nên dự trữ, tức là giữ lại cái thuốc này ở phía sau nếu mà chúng ta điều trị lựa chọn cái amoxicillin và cefoxin để trong điều trị trước, thì nó sẽ giảm bớt cái nguy cơ đề kháng kháng sinh và cũng làm giảm bớt các cái gọi là các cái tác dụng phụ liên quan đến việc mà sử dụng thuốc. Bên cạnh đó thì có các cái nhóm thay thế như là macrolide, thì trong cái việc mà sử dụng macrolide, người ta thấy rằng là macrolide thì có lợi ích nhiều hơn trong cái việc đặc tính là chống viêm ở đường hô hấp, có cái tác dụng ảnh hưởng lên cái hệ vi sinh cư trú ở đường hô hấp ở những cái bệnh nhân COPD ổn định nhiều hơn là cái vai trò của trong việc chống nhiễm khuẩn. Chính vì vậy mà nó có vai trò dự phòng cho những cái đợt cấp của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
Vậy thì qua những cái khuyến cáo hiện nay với những cái bằng chứng hiện nay thì em xin đưa ra những cái kết luận. Thứ nhất là các cái thể lâm sàng bị phổi tắc nghẽn mãn tính nhiều đợt cấp hoặc là những cái gọi là đợt cấp thường xuyên thì là chỉ những cái bệnh nhân mà có từ 2 đợt cấp trong vòng 12 tháng qua. Và cái việc mà mình phối hợp dấu hiệu lâm sàng cũng như là CRP để chỉ định kháng sinh trong đợt cấp thì sẽ giúp cho giảm cái việc lạm dụng với sử dụng kháng sinh. Và cái việc mà tối ưu hóa việc sử dụng kháng sinh trong mỗi đợt cấp thì có thể cải thiện được các cái tiên lượng lâu dài ở những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì xin đây là những cái phần trình bày chia sẻ của em về nội dung sử dụng kháng sinh ở những bệnh nhân COPD nhiều đợt cấp. Thì em xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô và quý đồng nghiệp.